Ngày 12 mới biết được đúng không? À, cái này thấy làm rồi đó. Làm rồi nên chị phải đang tập trung đi. Là lúc tôi cũng hành Biết hết đâu, dở như em hả chị? giờ bị hạt chứ em lâu lắm không hạt có hơn năm mà nào hãy hát là bạn hát được biết hát chứ không biết hát quên lời luôn. Thôi, biết kiếm tiền được rồi. Hay làm chi? Hát hay mà kiếm được tiền thì được, đúng không? Thầy làm ca sĩ đó. Hay là gì? Dưới niềm đau em. Cục gì mà đúng cục mụn đầu trâu. Còn đâu nữa em à? Hôm nay mấy tuổi rồi em? Giờ năm 8 mới lớp 8 Ủa, mới lớp 8. Lớp 8 là bao nhiêu tuổi rồi ta? Giờ năm nay 14 Đâu? Xì tuổi hả? Mà đang mụn lắm. Nó mụn. Thì tặng cho em một kem.
nay thứ hai không đi học ạ? À? Dạ có, dạ buổi chiều. Ừ. Thì chưa? Dạ. Bà nói qua được chứ không mẹ? Không được. Không được vừa đâu. Vậy tới cổ luôn trời trời. Lưng có bị không em? Có hả? Có nhiều không biết. Xí gì nặng luôn cha. Ví dụ có gì nặng dùm cha. Nha. Cái để sao nó viêm lên kìa. Mới có 19 luôn. Mới 19 mà teo rồi. Chắc của em chắc 11 đâu. Ừ. Vậy là teo thật luôn. À quay lại. Ở Hà Giang đồ với lại ở Sapa đồ là tiếc rồi mà phải không mày? Tiếc rồi đông bắn nữa. Ừ. Đi không? Chờ đi không? Lì lì lì. Chờ chứ đi mà làm chứ. Lúc đi chứ chạy nhảy chẳng nóng người chứ. Đi tới này đi đông đông là vui nè. Đi chơi mà đi đông là vui. Đi mà hai người chán lắm. Chị Dung đi à? Không biết nữa, bà ơn thấy bà đi chung. Bà nói bà tạo tính gì thương. Ừ, bà đi. Từ từ. Mà bà làm ra tiền hả? Chồng bà làm ra tiền hả? Sĩ dân Hà Nội dân giàu A1 sa ba nó cộng hơi đào xí. Vừa là bạn đẹp nhé. Em có thấy bạn Mô bị mụn như em không? Em có bạn bị mụn như em không cô? Có. Nhiều như đây luôn hả? Không. Có. Chị qua chị bé làm. Về là em đẹp lắm, hỏi liền luôn. Cổ lần nào em ạ?
ăn đi mày dễ. Đồ về tối còn ăn mới dễ đó. Dễ là lạ. Nhưng mà không dùng hàng xấu thì luôn là đẹp. Dễ, dễ. Dễ, dễ. Chờ thấm rồi đó. Chờ thấm đau rồi đó. Chưa chảy nước mắt mà vẫn còn chịu đựng được. Mà như lại một vùng mà chưa xong. Anh thở làm gì thở theo thôi. Có cần nghỉ ngơi không? Nghỉ ngơi là nặng 2 tiếng, mà không nghỉ ngơi là nặng 1 tiếng. Chiều đi học à? Chiếu đèn rồi nữa đúng không? 2:30 rồi. Nặng cái đau trước, xíu nặng tay đỡ đau. Mũ này hơi đau nghe. Cái gì? Gần xong rồi, lấy cái dao đi, lấy dao ra đi. Dao ra. Đó, chị xong rồi đó, chị cạo, lấy dao ra cạo một nốt nhạt là xong. Chụp cách mà chờ chị hả? Nó vẻ chua đây nghe. 16 đi. Cho nó lạ lạ hơn cái kia đi. Để cho ông cu nè. Ở trên lầu chờ chị mà nhiều muộn quá.